Chuyển sang những thông tin an ninh an toàn đáng chú ý thưa quý vị. Trong ngày 12 tháng 12, Đại tá Nguyễn Tiến Tần, trưởng Công an huyện Thường Tín, Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an của huyện đã tiến hành khởi tố hình sự vụ án tàng trữ hàng cấm, đồng thời xác lập chuyên án truy xét đấu tranh để khai thác và mở rộng vụ án. Theo đó, thông qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thường Tín xác định, tại phòng trọ của bà Nguyễn Thị Mai thuộc thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú, Thường Tín, có biểu hiện cất giấu tàng trữ hàng cấm, đó là pháo nổ. Công an huyện Thường Tín tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ. Kết quả, phát hiện trong nhà trọ có 406 thùng giấy, bên trong mỗi thùng chứa 12 hộp. Bên trong mỗi hộp chứa 36 ống hình trụ là pháo hoa nổ, tổng khối lượng hơn 9 6,9 tấn. Trong đó xác định chủ số hàng là Nguyễn Mạnh Phái sinh năm 1998 trú tại huyện Thường Tín.